Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kênh Tin Nóng Đất Việt luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng hổi trong nước và quốc tế trong 24 giờ vừa qua. Quý vị đừng quên ấn chia sẻ kênh và để lại bình luận phía bên dưới của video này nhé. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý trong ngày. Cái mác hư danh chạy theo mốt làm biến tướng học thật. Quý vị thân mến, tình trạng học thật, học giả lẫn lộn khiến cho chất lượng giáo dục vẫn chưa thể được nâng cao. Học thật, thi thật, nhân tài thật là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt ra với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong buổi làm việc vừa qua. Trong ba vấn đề mà Thủ tướng nêu ra thì có lẽ học thật là vấn đề cốt lõi nhất, là gốc rễ để phát triển, là tiền đề để rồi cái thi thật, nhân tài thật mới đúng, có hiệu quả. Trao đổi với báo chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Cao đẳng Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Tôi cho rằng ý kiến của Thủ tướng là hoàn toàn đúng đắn, bởi vì muốn làm người thì không thể làm những cái giả được mà phải làm thật, nhất là trí tuệ phải làm thật." Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Nguyên Phó Phụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội các trường đại học Cao đẳng Việt Nam cho biết: "Học thật ở đây là phải chăm chỉ, học những gì mà mình chưa biết, học cả những kiến thức chuyên môn lẫn kiến thức về giáo dục nhân cách, đạo đức. Học phải đi đôi với hành, tránh kiểu học chay thiên về lý thuyết suông. Học thật là đúng với bản chất của việc học, không chạy theo hư danh, không chạy theo mốt, phong trào. Học phải đạt được đúng mục đích." Tiến sĩ Khuyến nhấn mạnh, học thật là tập trung vào học kiến thức ở trường, không phải đi học thêm. Đối với bậc trên đại học như cao học, đào tạo tiến sĩ hoặc đào tạo cho những người đã đi làm nhưng cần bằng cấp thì phải đầu tư học thật sự để lấy kiến thức chuyên sâu, chứ không phải học theo đủ trường một cách hình thức để lấy loại văn bằng, chứng chỉ làm đẹp hồ sơ. Tình trạng học thật, học giả lẫn lộn khiến cho chất lượng giáo dục vẫn chưa thể được nâng cao. Việt Nam mình đại bộ phận là học thật nhưng không thể tránh khỏi những đời học giả, thi giả, bằng giả, rơi chạy trọt để làm cán bộ giả và rất nhiều cái giả khác. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ nói, giết chết tư duy khi theo mẫu. Học theo mẫu, cụm từ không còn xa lạ đối với học sinh. Nhìn vào thực tế mà nói, chương trình dạy và học của chúng ta bây giờ vẫn thầy đọc cho chép. Giáo viên lên lớp chủ yếu đảm bảo thời lượng chương trình dạy, còn đến khi thi hoặc kiểm tra cho học sinh chỉ cần phải chép nguyên gì hoặc làm theo bài giảng mẫu có sẵn là có điểm cao. Điều này là vô tình đã mất đi sự sáng tạo, phát triển và làm thui chột tư duy của các em, tạo thói quen chỉ cần bắt chước làm theo. Đơn cử như việc làm theo mẫu các môn toán, lý, hóa đã đành, này lại làm thêm mẫu cả môn văn, môn học có thể khơi dậy khả năng tư duy của riêng các em. Có em học sinh viết văn, tạ ông ngoại em, nó là lưng còng, da nhăn nheo, đồi mồi, tóc bạc phơ, răng rụng. Nhưng trong khi đó, ông ngoại vẫn khỏe, tóc vẫn đen, răng vẫn còn rất đẹp. Hỏi tại sao lại viết ông không giống ngoài đời như thế, em học sinh dõng dạc nói rằng, phải làm theo bài văn mẫu của cô thì mới có điểm cao. Chính vì vậy, có một phụ huynh phàn nàn rằng, có lần tôi ra một đề bài văn và bảo cháu làm, nhưng ngồi một lúc vò đầu bứt tai cháu mới viết được đúng một câu. Có thể thấy rằng việc ngay từ các lớp mầm non các em phải học theo hướng dẫn có sẵn mẫu, chỉ là học vẹt nên khi mà không có để mẫu thì các em chẳng biết làm gì cả. Năng lực tư duy khai phóng của các em đã bị cướp mất ngay từ cấp tiểu học, là kẻ cướp chính của bài văn mẫu, những đề thi mẫu. Học hộ công khai, đây cũng là vấn đề còn tồn đọng gây nhức nhối trong xã hội. Không ít lần những vụ việc học hộ đã bị phanh phui xong đâu vẫn vào đấy. Người đăng ký thi học nhưng lại chẳng thấy học, tình trạng này xảy ra rất phổ biến ở các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở bồi dưỡng giáo dục thường xuyên, tại chức. Do đặc thù, đây là lớp học có số lượng người học đông nên giảng viên cũng không kiểm soát được hết, chỉ có thể đếm số lượng. Bởi vậy mà nhiều người đã lợi dụng điều đó nhờ đi học hộ để có đủ số lượng buổi học. Và chỉ cần vài thao tác đơn giản là lên mạng xã hội, Facebook có từ khóa, học hộ thì một loạt các nhóm sẽ hiện ra. Ai có nhu cầu chỉ cần đăng lên nhóm với đầy đủ các thông tin liên quan đến ngày, giờ, địa điểm môn học, giá kèm theo, ngay lập tức sẽ có hàng chục lượt bình luận xin ứng tuyển. NTH, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cho biết, em đã học hộ khá nhiều cho các bạn sinh viên ở trường đại học. Chỉ cần gửi họ tên, tên trường, phòng học, mã sinh viên, tên môn học, tên giảng viên là được. Một buổi học hộ tùy theo số tiết em sẽ nhận giá từ 50 đến 100 nghìn. Như vậy, thực chất là người cần học thì có học gì đâu. Bệnh thành tích, căn bệnh nguy hiểm hàng đầu của ngành giáo dục. Thi cử, thi học tủ, học vẹt. Thi học sinh giỏi, thi luyện bài mẫu, tăng bốc nhau bằng những điểm số cao ngất ngưởng. Có những lớp đạt 47 trên 49 học sinh giỏi, xuất sắc. Việc làm đẹp học bạ đang trở nên rất phổ biến, nhất là cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Giáo viên nâng điểm để nâng cao thành tích cho lớp và để các em dễ dàng được vào các trường top đầu xét tuyển. Có những trường vì thành tích mà luôn cố gắng tập trung luyện học sinh giỏi, tạo mọi điều kiện để các em có thời gian tập trung cho môn mình thi nhằm đạt kết quả cao, mang vinh dự cho trường.
Còn những môn khác cho thầy cô thì sẽ tạo điều kiện không cần đầu tư thời gian công sức học tập nhiều để trở thành trường chuẩn quốc gia. Còn cha mẹ thì vì muốn con được điểm cao, trường tốt mà không ngại ngần chạy trọt, đút lót. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ cũng chỉ ra một thực trạng nữa là hiện nay có nhiều vụ bồi dưỡng cán bộ chỉ qua loa, nhiều hội trường đào tạo thì không cho chất lượng gì, nhưng để có thành tích, có tiếng nói thì họ vẫn cấp chứng chỉ. Và hậu quả là đào tạo ra những chứng chỉ giả thì quay cóp, sửa điểm ở Hòa Bình, Hà Giang. Năm 2018 và còn rất nhiều nơi khác thì mình vẫn chưa phát hiện được. Hay là có rất nhiều cán bộ ở nhiều tỉnh bị phát hiện ra là không học, bằng cấp thì không đầy đủ, rải rác khắp nơi, đâu cũng có cả. Mỗi năm có đến hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ được ra lò nhưng không biết số lượng tiến sĩ, thạc sĩ đạt chất lượng thực sự là bao nhiêu. Để rồi, cuối cùng, cái cốt lõi nhất ở bên trong là học được gì, học được bao nhiêu bị che mờ mất bởi những cái mác hư danh. Để học thật, thực sự là học thật. Những tồn đọng của vấn đề học thật vẫn còn đó, song để dẹp được các vấn nạn này thì không chỉ là sự nỗ lực của các cấp, các bộ ngành giáo dục mà còn cần cả sự chung tay của xã hội. Chia sẻ về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ cho biết, trước hết là trách nhiệm của toàn bộ xã hội cần phải giáo dục cho con em mình thấy tầm quan trọng của việc học để nắm kiến thức là học cho mình chứ không phải học cho ai khác. Bởi con nắm được kiến thức thật thì mới trở thành con người vững vàng, thì mới đem lại lợi ích cho xã hội, cho bản thân và cho gia đình. Hai là các phụ huynh học sinh cũng phải hiểu rằng con mình phải đạt kiến thức thật chứ không phải là vì sĩ diện hay thành tích mà chạy trọt điểm trác, lo lót chức vụ. Bên cạnh đó, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan nhà nước phải tôn trọng sự thật và làm thật chặt chẽ và nghiêm trị những trường hợp có bằng cấp giả, mua bán quan chức. Dứt khoát xử lý, thậm chí phải có những chế tài về dự cho những kẻ gian lận vì họ đã làm điều nguy hại cho đất nước. Chắc chắn phải rất mạnh tay thì mới có thể mang lại công bằng cho nhân tài thật và cán bộ thật. Trước đây, quan điểm học để có một cái nghề. Giờ đây, học không chỉ để có một cái nghề mà học để biết, để làm và để làm người, để mọi người chung sống với nhau. Mục tiêu của việc học là dần hoàn thiện hơn. Đích đi tới của việc học không còn đơn giản như xưa, tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho hay. Tấn công, lăng mạ công an vì bị nhóc đeo khẩu trang. Quý vị thân mến, nhìn thấy Hoàng không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu, cán bộ công an xã Giao Thành đã nhắc nhở nhưng Hoàng không chấp hành mà có hành vi lăng mạ, tấn công cán bộ công an. Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã tạm bắt giữ đối tượng Trần Đình Hoàng, sinh năm 1978, trú tại xã Giao An vì hành vi chống người thi hành công vụ. Quyết định tạm giữ của Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân xã Giao Thành, huyện Giao Thủy đã thành lập chốt liên ngành kiểm soát phòng chống dịch tại chợ phiên xã Giao Thành. Tổ công tác liên ngành đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh thì phát hiện Trần Đình Hoàng không đeo khẩu trang, có biểu hiện say rượu. Lúc này, Trung úy Doãn Văn Đại, cán bộ công an xã Giao Thành, tổ trưởng chốt kiểm soát đã nhắc Hoàng phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, Hoàng không những đã không chấp hành mà có hành vi lăng mạ, tấn công lại Trung úy Đại và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Trước hành vi của Hoàng, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng này. 300 cảnh sát cơ động lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng chống dịch. Quý vị thân mến, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ ra quân phối hợp hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự phòng chống dịch. Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch bệnh hiệu quả được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xác định là nhiệm vụ quan trọng. Gần 300 cán bộ chiến sĩ lên Bắc Giang được lựa chọn từ những người ưu tú nhất. Trung tướng Phạm Quốc Cường, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an nhấn mạnh, việc chia lửa với các đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại những vùng dịch như Bắc Giang luôn được lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nói chung xác định là nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Cảnh sát cơ động đã sẵn sàng tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ các địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh lần thứ tư với quyết tâm cao nhất.